chị Loan mới về luôn cả nhà. Xin chào chị Loan của em. Xin chào chị Loan. Chào chị Loan. Ờ chị, hôm nay là ngày cuối cùng là mình đóng rồi chị. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, mình... tiếc quá. Xong rồi. Ủa chị, là mình quay là chị tại phim trường này còn chỗ khác nữa chị? Em để bản vậy được không chị Loan? Nói chuyện một xíu được không? Chuyện truyền hình sản xuất chiếu truyền hình chị. Dạ, chưa biết, để còn chờ anh đạo diễn đó. Dạ, ngày cuối hả chị? Em từ ngày cuối mình sẽ đi ăn liên hoan, ăn tiệc về hơi chế một xíu. Anh còn cảnh quay nhiều lắm. Chị có lên à, đi công nghiệp Đức Trâm không? Bắt gì, bắt em. Trời ơi. Trời lấy chị đâu hả? Chiếc này mệt rồi. Chúc chị ngủ ngon. Gì? Đâu có gì đâu. Để mướn vô thăm bé nó. Rồi chào chị Loan nha. Nói là chị Loan đang bây giờ đi tắt nhang cho cậu ở nhà. Mỗi lần đi làm đi về là chị Loan đi thắp nhang cho cậu Năm cả nhà. Một tình cảm của người con dành cho ba của mình. Thôi để cho chị Loan nghỉ đi cả nhà. Mình đi ra ngoài, đi ra ngoài đây. Hôm nay đóng cửa cũng sớm cả nhà ha. Và hôm nay tại chỗ góc này Thùng Gác thì cũng có một cái thông tin rồi ha. Tuyệt vời nha. Xin đừng bỏ gác bên hông nhà. Nơi đây, hãy bỏ gác vào thùng. Rất tuyệt vời cả nhà, một thông điệp rất là tuyệt vời đây. Thương hả anh ha. Lúc nào đi quay phim về là việc đầu tiên chị Loan làm đó là lau bàn thờ cũng như là thắp nhang cho cậu đó. Nói chung là một người cử rất là chọn chữ hiếu của một người con dành cho người ba của mình đó cả nhà. Đó thì đi làm khá là mệt nhưng mà về nhà thì cũng vẫn lau dọn bàn thờ rồi thắp hương cho cậu Năm. Nhìn rất là xúc động nha. Thì đôi khi chị Loan làm như vậy thì có thể là giúp cho chúng ta được nhiều thứ đó sau này. Ví dụ như chúng ta cũng có người thân như vậy thì chúng ta cũng có những cái cử chỉ đó cả nhà, cho nó theo chị Loan. Ai cũng vậy thôi. Nói gương đúng không anh? Đúng rồi, nói gương. Đúng rồi, nói gương. Chị Loan đã đi về cũng mệt đó nên anh em mình cũng không có làm phiền chị Loan. Không có thăm nhiều ha. Đúng rồi, hôm nay thì cũng là một cái ngày để cái ngày chị Loan khỏe là phải khỏe lại mình sẽ phải thăm đúng rồi. Nhiều hơn. Hôm nay một ngày quay cũng là ngày quay cuối của cái phim trường tại Hóc Môn thì phim sẽ được trình chiếu trong dịp sắp tới. Thì chúng ta sẽ được xem một bộ phim mà được chị Hồng Loan đóng hay cả nhà. Rất là tuyệt vời đây. Nhà thấy trên bàn thờ cũng nào lúc nào cũng có bông hoa đầy đủ cả nhà ha, tuyệt vời. Nãy anh Hải chở Bum với Ua chở Ken với Tin đi chơi đúng không? Dạ, Tin, Ken, Bum. Nói chung ba anh em đều được đi chơi Thu Nhúng á. Thu Nhúng rồi. Dạ, tại cuối tuần thì cũng chở ba em đi chơi, giải trí Thành Mỹ cũng như là anh Khoa cũng đi chơi rồi. Đi ăn uống gì nữa, tại buổi tối sau khi mà... Ô chị Loan ra kìa, chào chị, hôm nay nguyên ngày phim trường mệt không chị? Mệt thôi. Nhưng mà thấy mình... có hợp với vai diễn không? Nếu mình làm ngày nay á cũng chung thử sức mình cũng hợp với mình. Em thấy là chỉ có ca một bài cái lúc mà nướng kéo vui lắm đúng không chị, trong khu bếp á. Đúng rồi. Bài đó bài gì chị? Nhớ Đông Sơ mà Thu Hà. Những bài chủ yếu truyền hình là ai ngồi đứng cấp cũng thấy chị Loan hát mà ai cũng thấy cái gì nhập chị Loan làm
cái hình đại diện luôn. Hôm nay lý tưởng gì Lon là đi xuống Bình Dương để xem ca nhạc của anh Nguyên Vũ với anh Hai Vũ Lưng hả chứ? Hả? Bình Dương á, ca nhạc ở dưới chị. Đâu, tại vì kẹt quay rồi đâu có đi xuống. Dạ. Vừa nãy ở nhà chị, bé Tim, bé Kem, bé Bun được anh Hải chở đi chơi Thung Nhũng rồi. Vừa nãy bé Bun có hát một bài tặng chị, lát nữa chị coi lại kênh hát bài tặng chị bài gì. Đó là anh Khoe với anh Thành Mỹ cũng đi luôn rồi. Giờ có mối chắc anh Phương có chịu cùng Buông ở nhà. Tối nay ngủ nướng nha chị. Ngày mai tối nay ngủ nướng, mai chủ nhật cuối tuần thì nhật nhật thì cũng tranh thủ dậy để buôn bán chứ, để gặp cô chú ở nhà mình chứ. Mình được về với mớm bắt mít rồi. Nhiều cô chú, trời ơi, không gặp được chị buồn lắm kìa, còn mấy cô chú đời. Em cũng không gặp được chị cũng buồn lắm. Bây giờ là anh chị em đang trông chờ chị Lon là để có trong chờ bộ phim chị Lon đây, bộ phim chị Lon đang đóng đó để được phát hành đó, còn sao nha, tuyệt vời. Chiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long. Vĩnh Long á chị? Vĩnh Long á chị? Vĩnh Long. Dạ. Em sẽ coi ha, xác luôn. Có ngày đi rồi sẽ thông báo sau. Dạ. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Rồi chị Lon ngủ ra, mai chị Lon. Chị ơi chị, bye bye chị. Mai mình gọi lại. Bây giờ cũng đi giờ ăn tối cả nhà, bây giờ 9 giờ rồi. Ở nhà bây giờ là chị Lon cũng chưa về ha. Và anh Pha cũng hết giờ làm rồi, cũng đi về hết rồi cả nhà ơi. Nó bây giờ buổi tối rất là yên tĩnh nha tại nhà của chị Hồng Lon. Chị Hồng Lon thì hiện tại cũng đang trên đường đi đóng phim đi về. Và chắc cũng khoảng tầm chút xíu thôi chị Lon về tới nhà đây. Để chút nữa chị Lon về coi có chia sẻ được gì với anh em hay không. Tại vì bữa nay là một ngày quay cuối tại phim trường Hóc Môn. Thì sắp tới đây có thể là quay chỗ khác nhưng mà chưa biết điểm chỗ nào. Thì mình sẽ cập nhật cái địa điểm cho cả nhà cùng biết nha. Và như chúng ta đã thấy những cái thước phim đầu tiên mà chị Hồng Lon trình diễn ở trên Facebook đó nha. Hoặc là trên YouTube đó, mình đã thấy đó, rất là tuyệt vời ha. Những cái cảnh quay rồi những cái lời thoại của chị Hồng Lon, những lời thoại được có thể là bị dính bản quyền nên đôi khi bên truyền thông của chị Lon không thể công bố được mà chỉ là diễn giải cho cả nhà cùng biết thôi. Đây là buổi tối yên tĩnh tại đoạn đường, đoạn địa điểm đó cả nhà. Nào này bên chỗ khu đóng gác sạch sẽ rồi, có thùng gác rồi. Và bên đội gác thì cũng là đội mới nên cũng yên tâm, vấn đề là sạch sẽ cả nhà. Và ngày mai thì cô bánh nước sẽ bán là bình thường. Mấy ngày nay là do việc mà chúng nghe ngay ngày mà ngày bên đạo của cô đó nên phải đi dự lễ và đi nhận quà. Cô cũng rất khó khăn cả nhà. Ngày trưa cũng có một số anh em đến trực tiếp để quay cô về những việc liên quan về nhà cô, về cái nhà của cô đó. Thấy rất là cảm động ha. Hai vợ chồng, một đứa con, tuyệt vời. Đôi khi những hàng xóm thì họ không hiểu vấn đề cô thế nào. Rồi đôi khi có những cái hành động khó hiểu đối với cô. Nói chung là cũng thông cảm cho họ thôi, không có vấn đề gì. Người này người kia mà. Và hôm nay thì buổi chiều thì cô cũng ghé tại đây để gặp gỡ số anh em. Và cũng đi bán vé số thêm cả nhà. Ngoài chị có bánh nước thì cô cũng bán vé số đó. Thì bây giờ thấy chị Lon như bạn mở về cả nhà ơi. Đây. Phải không đây anh biết? Không phải chị Lon. Ngoài chị Lon nha nhà. Chưa về cả nhà, tưởng đâu chị Lon về ha.